Nhậm Gia Luân, Công Tuấn bại trận trước Tiêu Chiến trong top 5 chính được yêu thích nhất. Dù liên tục có tác phẩm bạo trong những năm gần đây, nhưng Nhậm Gia Luân và Công Tuấn đều phải chịu thua trước Mỹ Nam Tiêu Chiến. Làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những Mỹ Nam gây được tiếng vang, nhưng đây là những cái tên được yêu thích nhất trong 5 năm qua. Tiêu Chiến. Không có gì ngạc nhiên khi quán quân thuộc về tay Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến thủ vai. Lên sóng từ năm 2019 nhưng đến giờ sức hút của phim vẫn rất tốt, luôn lọt top những bộ phim có lượng view cao nhất trên VTV. Với thành công ngoài mong đợi của Trần Tình Lệnh đã giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ một thần tượng bình thường trở thành những đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí đại lục. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến cũng đã thể hiện rất tốt nhân vật Ngụy Anh từ lúc chưa trải sự đời cho đến khi trở thành một đại ma đầu nhiều người sợ hãi. Không quá khi nói, Ngụy Vô Tiện là một nhân vật bất bại, trở thành kinh điển và không thể thay thế trong tâm trí khán giả. Hiện tại, Tiêu Chiến đang có một dự án cổ trang chờ lên sóng là Ngọc Cốt Giao và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2022. Ngọc Cốt Giao là tác phẩm cổ trang xoay quanh thế tử Vương Triều không tan thời ảnh Tiêu Chiến, cao ngạo lạnh lùng và quận chúa xích tộc Chu Nhan, Nhậm Mẫn. Trong một lần trốn khỏi hôn sự, Chu Nhan vô tình gặp được thời ảnh, hai người từ lạ thành quen, cùng nhau bảo vệ Vương Triều không tan. Trong hành trình gian nan nhiều hiểm nguy, giữa hai người nảy sinh tình cảm, tạo nên một chuyện tình lay động mọi con tim. Công Tuấn, có lẽ sau nhiều năm nữa, Sơn Hà Lệnh vẫn sẽ là một tác phẩm kinh điển đáng xem của thời đại. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của tác giả Priest do Công Tuấn đảm nhận vai nam chính Ôn Khách Hành. Thực chất, Ôn Khách Hành là tuyến nhân vật rất khó đóng, một người trông có vẻ hờ hững phóng khoáng nhưng bên trong lại là người phải chịu nhiều đau đớn và cô đơn. Với một diễn viên trẻ như Công Tuấn thì đây là một thử thách lớn. May mắn rằng nam diễn viên đã hoàn thành khá tốt vai diễn này và nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả. Trong năm 2022, dự án cổ trang An Lạc Truyện của Công Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang rất được mong đợi. An Lạc Truyện kể về Nhậm An Lạc Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là con gái của Khai Quốc Công Thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của Thái tử Hàn Diệp Công Tuấn cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc. La Vân Hy. Trong Hương Mật Tự Khói Sương, mặc dù La Vân Hy chỉ đóng vai phụ nhưng lại được khán giả yêu thích nhiều hơn cả vai nam chính của Đặng Luân. La Vân Hy đã có màn hóa thân xuất sắc vào nhân vật Nhuận Ngọc, một người thất bại trong chuyện tình cảm vì mù quáng mà gây nên nhiều lầm lỗi. Nhưng đến cuối cùng, Nhuận Ngọc vẫn khiến cho khán giả cảm thấy thương cảm và không thể ghét nổi. Sắp tới, người hâm mộ lại tiếp tục được thưởng thức dung nhan của Mỹ Nam cổ trang La Vân Hy trong tác phẩm Trường Nguyệt Tận Minh. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp giữa La Vân Hy và Bạch Lộc nên rất được khán giả chờ đợi. Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân đã có một năm 2020 vô cùng rực rỡ với vai diễn Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hà. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc đỉnh cao, thần thái phù hợp với hình tượng của một cẩm y vệ lạnh lùng quyết đoán, mà diễn xuất bằng mắt của nam diễn viên cũng khiến công chúng kinh ngạc. Đến mức hashtag đôi mắt của Nhậm Gia Luân còn từng xuất hiện nhiều lần trên Weibo. Lục Dịch và Cẩm Y Chi Hạ luôn lọt top cao trong các cuộc bình chọn. Cũng vì sự thành công đó, một số blogger từng tiết lộ rằng nhà sản xuất sẽ làm thêm phần 2 để thỏa mãn cơn khát của khán giả. Tuy nhiên, nhiều khả năng Nhậm Gia Luân không thể tham gia dự án này. Vương Nhất Bác. Ban đầu tạo hình của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh đã bị các fan nguyên tác chỉ trích. Không chỉ về ngoại hình mà kỹ năng diễn xuất còn non tay của nam diễn viên cũng khiến nhiều người lo ngại phim sẽ flop. Nhưng không ngờ rằng sau khi phim chính thức lên sóng đã nhanh chóng trở thành hit lớn và thẳng vào sự lo lắng dư thừa đó của khán giả. Nhân vật Lam Vong Cơ do Vương Nhất Bác thủ vai nhận được vô số lời tán thưởng, dù đúng là có nhiều phân cảnh nam lưu lượng đóng trông khá buồn ngủ. Ngoài top 5 nhân vật được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm qua, còn có sự xuất hiện của Vu Đồ Dương Dương, Hàn Thư Ngôn Lý Hiện, Tư Phượng Thành Nghị, Đông Hoa Đế Quân Cao Vĩ Quang lần lượt xếp ở vị trí thứ 6, 7, 8 và 9.